Đông khách rồi nè. Đây, chỗ này mình sẽ đi qua khu vực chỗ này. Mời chị bắn điện. Qua khu vực này là khu vực ăn uống mọi người đấy. Dạ vâng, thì có vẻ là chiều nay thì lượng khách ăn uống khá là đông và nhộn nhịp mọi người. Nhất ngồi dài phải đến mấy chục người ngồi chờ. Ở cái tiệm cà phê này thì lúc nào nó cũng đông. Tiệm khu vực cà phê này lúc nào nó cũng đông và nhộn nhịp khách. Mà cái thương hiệu này thì nó là mắc tiền nhé, không phải là rẻ mọi người. Cái này có tiền thì không. Dạ vâng, xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Mình đã quay trở lại với kênh Hải trong buổi chiều hôm nay. Dạ, hôm nay thì Hải đang có mặt tại khu vực đường Lê Lợi. Dạ, hôm nay thì Hải mời tất cả quý cô chú anh chị các bạn mình sẽ đi vào bên trong chợ Bến Thành cũng như là đi quanh quanh tại khu vực chợ Bến Thành và cập nhật cái tỷ giá USD của ngày hôm nay gửi tới quý cô chú anh chị các bạn mình nhé. Hôm nay thì thời tiết thì bây giờ là 5 giờ chiều rồi, mà có vẻ thời tiết cũng khá là mát mẻ và dễ chịu. Trong cái khu vực này thì mọi người có thể thấy là rất là nhiều xe điện đứng đây để phục vụ quý cô chú anh chị mình đi tham quan những cái điểm trung tâm Sài Gòn. Bây giờ thì Hải sẽ đi vào khu vực cửa Bắc. Đây mọi người thấy tài xế này đang ngồi chờ những chiếc xe điện. Nói dễ lắm rồi, nhưng mà khi hôm nay mát nên là có vẻ là thế lượng người đổ về khu vực chợ Bến Thành cũng đông. Đây phía trước có vẻ là khá là đông này. Đây, sẽ qua khu vực bên trước nó quay mọi người và sau đấy vào cửa chính thì đi dạo quanh một xíu khu vực chợ Bến Thành nhé. Hôm bữa vừa rồi thì mưa ngập luôn, may quá ngày hôm nay cũng chưa thấy có mưa. Ở bên ngoài mà thấy đông ghê, không biết là các bạn sẽ tới có sự kiện gì hay không, mình ra đấy xem sao nhé. Đấy, đứng phía trước đông này. Vâng, thì hôm nay thời tiết nó mát mẻ nữa nên là thu hút lượng người tới nhiều. Du khách nước ngoài tới, nói chung là ai tới Sài Gòn cũng phải ghé qua thăm như là chợ Bến Thành, rồi phố đi bộ Văn Huệ hay là phố Tây Bùi Viện, đó là những cái điểm mà thu hút khách đông nhất.
vé là khá là đông khách Trung Quốc và khách Hàn Quốc nha mọi người. Đấy, nhất Trần Văn Thành là có khi gần cận Tết lượng khách tới nó đông nhộn nhịp. Ôi sợ. Không biết sao chiều này đông ghê, thường thường cuối tuần ở khu vực này ít lắm, hôm nay chắc là mát trời nữa. Đông ở bên này. À, thì qua đây quay cho mọi người xem một xíu cái kiểu tuyến metro nha. À, đúng metro như là xin để lùi lại tới tháng 10 rồi. À, không biết thì nào mới được đưa vào cho mọi người đi lại trải nghiệm cũng như là đón khách luôn, hạn chế cái tình trạng tắc đường. Đến gần 10 chiếc xe buýt chạy qua một lúc. Tệ hôm nay thì có đông không, bây giờ mình đi tạo tạo lên trên này xíu rồi lát là sẽ vào với đường của em mình quay với cùng xem luôn. Ở đây mọi người này, đấy, khu vực này là một cái chỗ phục vụ quý cô chú anh chị mình ra tập thể dục này, đi bộ khá là thuận tiện. Hay nữa, ngay ở trung tâm luôn. Hôm nay thì thời tiết nó không còn đẹp cho lắm, nếu mà nó đẹp xíu nữa thì ok luôn. Hồi tới tối nên những thức phim mà gửi tới quý cô chú anh chị mình nó không được nét cho lắm. Đấy, cũng được tiếng trời này. Hôm bữa vừa rồi thì cũng đã có cho chạy chở khách cho mọi người, nhưng mà hôm đấy thì Hải chưa cập nhật được. Thì lúc nào Hải làm clip này sau đấy chèn một cái đoạn cho mọi người cùng xem. Thực sự là người dân thành phố Hồ Chí Minh mình rất là mong chờ tuyến metro này nó hoàn thiện để đưa vào sử dụng. Ở bên kia trồng cái cây gì mọi người, leo lên ngay cái chậu xuống cửa hầm. Dạ vâng, thì bây giờ mình cùng tiếp tục đi nhé. Công nhận là hôm nay
bắt gặp rất là nhiều cái đoàn du khách nước ngoài đang đi dạo nha mọi người. Tối nay thì chắc những cái điểm vui chơi đông nghịt khách. Và hôm qua Hải có ghé qua phố Tây Bửu Biện, đây cũng đông nhưng mà lúc đã sau thì mọi người chạy toán loạn vì trời mưa. Mấy ngày hôm nay thì được khá là nó lại mưa đêm, không mưa ngày nên cũng đỡ nhiều. Ngày thì ảnh hưởng tới hoạt động làm việc của mọi người. Còn đêm tối qua mưa 10 giờ nó mới mưa. Mình có ngôi nhà nhìn khá là lạ, kiểu như thiết kế biệt thự cổ hay sao thì là lạ lắm. Bây giờ mình sẽ vào với đường Nguyễn An Ninh nhé. Đây, bán cà phê mọi người. Bên này thì có căn nhà bán này. Đây, chờ biển khá là lâu này, phải cả năm này vẫn chưa bán được. Bên này bán bánh mì này, các loại nước. Dọc khu vực này An Ninh này có vẻ là mở bề bán chưa có đông cho lắm. Đấy, nói chung là nó cũng chưa nhộn nhịp mà dạo này nó cũng vắng. Khu phố đường Nguyễn An Ninh này phải đêm nó cũng vắng, không đông như ngày xưa đó. Ngày trước nó vào nhộn nhịp lắm, cái đây khoảng tháng Tết ấy. Bây giờ thì cũng vắng khách dần. Ở đây thì có rất là nhiều cái dịch vụ massage, spa, dịch vụ khách sạn, rồi buôn bán mặt hàng thời trang. Điểm danh là khu phố Mã Lai. Đây, bên này bán cháo lòng mọi người, 20 ngàn một tô. Có những hạt mưa nhỏ nhỏ rồi. Bên kia thì mọi người đang đứng xếp hàng đổi ngoại tệ. Hà Tâm hôm nay thì không biết không, như hôm nay Mai Vân đóng cửa. Đây, quý cô chú anh chị thấy xem hàng dài để đổi ngoại tệ. Bây giờ thì mình sẽ đi qua khu vực ở Bến Thành nhá. Dạ vâng, thì mọi người thì hãy có cập nhật được cái tỷ giá USD của ngày hôm nay tại khu vực cửa hàng Hà Tâm mọi người. Mua vào với giá là 25.730 đồng và bán ra với giá là 25.810 đồng. Dạ vâng, thì giá này là sắp xỉ lên tới 26.000 đồng cho một USD mọi người. Thực sự giá lên rất là nhanh. Đây, chỗ này mình sẽ đi qua khu vực chợ này.
mời chị bắn điện. Ờ, 아가씨를 못 찾겠어. Bác thì có vẻ là chiều nay thì khách ăn uống khá là đông và nhộn nhịp mọi người. Nhất thấy đông nhất vẫn là du khách Ấn Độ nhé. Còn đối với khách Tây thì có vẻ là vắng. Thì thường giờ này thì thời tiết nó mát mẻ thì lượng người tới mua sắm đông hơn so với buổi tầm trưa nữa. Hôm nay thực sự rất là mừng mọi người khi vào thế chợ Bến Thành. Hôm nay các tiểu thương buôn bán nhộn nhịp hẳn lên. Thì có hồi vừa rồi thì cái đây khoảng ngày hơn ngày thì tiểu thương hơi vất vả một xíu vì chạy thì nước ngập thôi. Hôm nay thì buôn bán thì và nhộn nhịp hẳn so với cách đây khoảng gần một tháng trước hẳn có ghi hình cho mọi người. Dọc cái hè này thì có bán tép mọi người này. Bạn dẹp để tới khoảng 11 giờ đêm luôn. Bên này có khách sạn Song Anh Hotel Open. Bên này thời trang giảm giá 20% các mặt hàng. Đang đông du khách ghê này. Đấy, về đêm thì những quán về hè thì đa phần là phục vụ du khách người Việt mình là nhiều. Bạn Tây thì họ đi dạo tham quan thôi, ít khi người ta mua sắm lắm. Vâng, thì gần tại khu vực chợ Bến Thành thì rất là nhiều nhà nghỉ nên quý cô chú anh vậy chị mình về thì có thể tham khảo một số cái nhà nghỉ xung quanh và hàng ngoài cho mọi người xem nhé, để mọi người có nghỉ tại đây cho nó di chuyển cho nó gần. Tâm lý của ai đi du lịch cũng vậy mà, hàng cũng vậy. Hàng cũng vậy, mỗi khi mà đi du lịch á, nếu mình về phố cổ thì mình sẽ thuê tại phố cổ, nhưng mà thuê những cái chỗ đấy thì giá lại sẽ cao hơn so với những cái chỗ khác. Không phải cái khu du lịch, nhưng mà được cái nó gần tiện hơn rất là nhiều. Bên này số khách sạn này rất là nhiều. Đây cũng nhiều quán ăn uống nữa, tiền đường luôn. Đối với cái đồng giá ngoại tệ ngày hôm nay thì giá lên sắp xỉ 26.000 thì cũng có một cái phần khoản vừa cho mọi người có thể chi phí đi lại đấy. Bên này có quán bún riêu bánh Bến Thành đông khách ghê nhá.
rất là đông. Bạn ngồi dài và đến mấy chục người ngồi chờ. Ở cái tiệm cà phê này thì lúc nào nó cũng đông. Khu vực cà phê này lúc nào nó cũng đông và nhộn nhịp khách. Mà cái thương hiệu này thì nó là mắc tiền nhé, hay là rẻ mọi người. Cái này có tiền thì vào đây uống này. Có những cái ly cà phê 100-200 ngàn một ly đấy. Nó không có rẻ. Đường mà cứ có chú anh chị mình có thể ghé ở đây mua quần áo, ba lô, túi sách. Đây. Khu vực này thì bán cơm và bán bún thịt nướng cũng đông khách. Thì ở ngồi bên này, ở bên kia đường nữa. Còn phía bên này là khách sạn Takashimaya thì không có gì lạ với mọi người nữa. Vâng, đến đây thì Hà Anh xin phép được dừng video clip ở đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị các bạn đã đồng hành cùng với Hà Anh. Tất cả mọi người ở một video clip tiếp theo nha.